Thế mình sẽ bắn vào cái giọt chết đấy nhá. Ồ, đấy, đấy mới về đấy. Ok, đây là cách lối bung này các bạn này. Đó. Ok. Vậy là mình đã vào được bên trong này nhá. Wow, bên trong này rất là đẹp luôn này các bạn. Wow, phía đây là phía sau của căn nhà lúc nãy mình vừa theo xuống nhá. Ok. Rất là đẹp luôn các bạn. Wow. Wow, mình sẽ xăm lên xem nào. Wow, bên nhà căn nhà này chỉ có một nửa thôi. Bên dưới đây là bên dưới vực sâu à. Bên đây cũng làm quãng đường. Ôi. Mình sẽ theo qua nữa nhá. Wow. Cùng đi thăm âm quan cả bản đồ này các bạn. Lối đi ra sẽ mình chỗ này không đi được ra. Đấy, chỗ này đi đi được nhỉ? Đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ bung ở trong cái cửa này cho các bạn xem nhé. Ok, đây là chỗ mình bung này. Đấy, các bạn thấy gì không? Đó, ra rất chi là dễ dàng luôn. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Đây này, các bạn đứng ở đây này. Ok, đứng đây, xong rồi ngồi. Ngồi nhá. Xong rồi đứng dậy. Rồi. Đấy. Rất chi là dễ đâu. Chỉ lần một không được thì lần hai. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình đây. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game đó chính là Iron Man 3 các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ đi từng khắp cái bản đồ để tiêu diệt cái ông bán kem ấy các bạn nhá. Ok, các bạn còn theo dõi mình nào. Rồi. Bây giờ mình sẽ bị xuống bên dưới nhá. mình sẽ lấy cái chìa khóa để mở cánh cửa ngoài này ra này. Ok. Rồi thì mình sẽ qua đoạn quảng cáo này nhá. Rồi mình sẽ cần phải quay lại để lấy khẩu súng này để phòng thân ấy. Đó, khi nào mà ông ấy đuổi theo mình ấy, thì mình sẽ quay lại bắn trả. Rồi, ok. Wow, là không sai mà. Chết đi. Xuống này bắn ở chỗ này các bạn nhá. Mình sẽ tặng cho ông ấy một viên đạn bằng điện. Luôn. Oh my god. Yeah, ôi chết rồi nhá. Mình sẽ bắt đầu hiểu các bạn nhỉ. Qua chúng ta đi. Chúng ta thì là một nơi mà một ngôi nhà ấy, ở trong một khu rừng hoang. Cho nên rất là nguy hiểm luôn. Ok, mình sẽ ra thăm dò cái đằng đâu. Ui đây rồi bạn. Vừa mới ra thỏ đầu ra đã gặp ông đấy. Rồi ok. Ôi chết. Tèo rồi nhá. Đây mình sẽ cậu lấy đuổi theo mình này. Đâu rồi? Rồi mình sẽ giết nó luôn đi. Bạn chỉ trông gớ. Đây mình xóa cái mắt thôi các bạn xem. Trời ơi. Trông gớm các bạn nhỉ. Sợ hả? Ông ấy vẫn chưa tỉnh à? Ok, mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó một cách bung ra khỏi cái ngôi nhà bà các bạn nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ. Ok, mình sẽ làm lại cho các bạn xem này. Ông shit. Chết đi. Ông bắn mà. Ok, mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhá. Đó, trước tiên là sẽ ngồi ở đây. Ngồi ở đây, ngồi ngồi xuống và đứng dậy. Ok, vậy là đã ra được các bạn ạ. Rất chi đơn giản thôi. Đỡ phải đi tìm những cái món đồ mà để thoát ra nữa các bạn. Rất chi dễ. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang khu vực khác nhá. Rồi, mình sẽ up qua bên bên đây đi.
Metro đó chỉ là một dãy đường ray dành cho những xe tàu hỏa đi ngang qua đó. Đây là những xe tàu hỏa đây. Rồi mình sẽ đi xuống bên dưới nhá. Chỗ nào biết đi qua đâu nhỉ các bạn? Không đi được qua luôn. Mình sẽ cần phải tìm mỗi xem ông ấy đang ở đâu. Các bạn thấy ông ấy đang đâu nhỉ các bạn? Ồ, ông ấy kìa. Ồ, mình nhận lừa nhé. Ồ. Hello. Rồi đuổi theo mình đi, mình sẽ dùng dùng tàu hỏa để biến cái ông đấy nhá. Ui các bạn thấy chưa, mình sẽ đẩy để ông ấy đi vào trong đây này. Rồi nhá. Ôi trời ơi. Trời ơi, ông này. Thôi mình sẽ đi qua khu vực khác để tiêu diệt ông ấy tiếp theo nhá. Từ từ mình xem có xe đây không ạ. Ừ, trong này không không có xe nữa. Ok, mình sẽ đi qua shopping xem, mình hy vọng là qua đấy sẽ gặp được một con cá chép vàng, tại vì cá chép vàng rất là hiếm luôn. Hy vọng là sẽ gặp được may mắn nhé. Dường như là không có con cá chép vàng này. Mình sẽ đi ra rồi. Ông ấy đâu nhờ các bạn? Ồ, trên này. Ồ, mình sẽ đi tìm ông đấy nhá. Hello. Chết chưa? Ok. Oh my god. Rồi nhá. Chết chưa? Chết chưa có dám đuổi mình không, còn dám bắt cóc trẻ em nữa không, chết chết. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua khu vực khác các bạn nhá. Ok, mình sẽ chuyển qua khu vực đấy này. Cái ông ấy to rồi các bạn nhỉ. Ok, mình sẽ bỏ qua phần quảng cáo này nhá, đó chỉ là ông bán kem hồi nhỏ đó. Ok. Shit. Chết rồi. Ôi trèo lên hẳn nóc nhà. Thì ông ấy to lớn nữa các bạn ạ. Thôi, chắc ông ấy ăn nhiều thịt trẻ em quá nên to như thế ạ. Oh, thôi bây giờ mình sẽ ngồi ngắm từ xa nhé. Chọi 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 chọi. Chết méo còng cua các bạn ạ. Hello. Hello. Chết là dám bắt cóc trẻ con nữa đúng không? Chết thôi, to thế không biết. Ok, thôi mình sẽ chuyển qua khu vực khác. Thôi mình sẽ chuyển qua khu vực khác nhá. Chính là đây. Chỗ này là chỗ nghĩa trang.
OS đang bị cạn. Tỏ quá các bạn ạ. Mình sẽ bắn Thảo đấy nhá. Chọn. Ôi chết trời ơi. Trời ơi là trời. Ôi bé bự quá. Hello. Chúng chỉ ăn một viên đạn của mình là đã bị teo luôn. Ui dồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong đây nhé. Ủa, ông ấy tỏ quá bạn. Mình sẽ giải cái cậu bé thôi. Các bạn có thể để ý đây là phần tóm tắt phần cuối cùng của game Ai Cờ Đen, tiếng hét đó. Wow, đây là cảnh quay. It's over. Finally, the waiting time is over. I will finally return with my precious son. Thôi, mình sẽ dừng clip tại đây các bạn. Thấy hay thì nhớ đăng ký, sau này ủng hộ kênh mình các bạn nha. Bye bye.